Mời bạn nữ. Rồi, ngồi đi em. Mời bạn trai. Rồi. Rồi, mời bạn gái. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào các bạn khán giả. Em tên là Đặng Thị Xuân Thúy, năm nay em 30 tuổi. Em quê ở Lâm Đồng, hiện đang là nhân viên phòng thí nghiệm. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường. Xin chào bạn nữ bên cạnh, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Trung Trực, năm nay 38 tuổi, đến từ Phú Yên. Hiện là đại úy, đại đội trưởng công binh ở Chu Tân, Cam Lâm, Khánh Hòa. Mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu nào em? Ưu điểm của em là hiền, còn khuyết điểm của em là trầm, ít nói. Giao tiếp đồ nó cũng chưa nó gần mặt đồ vậy. Còn nhút nhát á? Dạ, nhút nhát. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sạch sẽ, kỹ tính. Nhược điểm của em là em hay thức khuya đọc truyện 1-2 giờ đêm đi ngủ. Đọc truyện gì mà thức khuya 1-2 giờ đêm dữ vậy? Đọc truyện ngôn tình vậy. Trời ơi, đọc 1-2 giờ đêm. Dạ. Yeah. Rồi những lúc rảnh rỗi đó em làm gì? Dạ em coi phim. Coi phim với đọc truyện không vậy đó hả? Chuyện. Thời gian đâu dành cho người yêu? Em chưa trải qua mối tình nào hết. 30 tuổi chưa mối tình nào hết. Dạ. Yeah. Có ai yêu đơn phương mình hay là mình có yêu đơn phương ai không? Dạ hồi trước đây đi học thì em có thích một bạn, tới đại học xong rồi bạn đó không biết, nhưng mà giờ bạn đó đã có gia đình. Em có nói cho người ta biết là mình thích người ta không? Dạ không. Không nói sao người ta biết được? Dạ, tính cách của em thì hơi bị thụ động trong tình yêu. Nhưng mà suốt từ thời gian đó, đại học đó mà tới bây giờ không có ai để, không ai đeo đuổi mình luôn hả? Em cũng không biết người ta có đeo đuổi em không. Là do em hờ hững quá, em không để ý xung quanh. Chắc là vậy. Thì có muốn có bạn trai chưa? Muốn dạ. Lấy chồng chưa? Dạ có. Ngày hôm nay là phải quyết chí nha. Có bạn trai nha. Dạ. 30 tuổi là lấy lập gia đình được rồi đó. Rồi. Chú bộ đội Cam Lâm nè, chú có mấy mối tình rồi? Dạ em có một mối tình, do thấy tính tình không phù hợp nên em chia tay. Hôm nay thử xem có phù hợp không nha. Dạ. Mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Mẫu người bạn trai của em thì là có trách nhiệm, nam tính, chân thành, có tinh thần cầu tiến. Cái đó chắc bên kia có đủ rồi đó. Có cái gì mà bên kia thấy có vẻ khó chút không, chứ cái yêu cầu đó dễ quá. Chung thủy nữa chị. Chung thủy hả? Đúng. À, anh có chung thủy không anh? Dạ có thì đâu có cơ hội gặp ai đâu mà không chung thủy, ở trong quân đội không hà. Anh sẽ qua xem mặt đàn gái coi sao nha. Dạ. Có bao giờ mình xem phim mình nghĩ người nào đó là cái dạng của người yêu của mình không? Dạ cũng có chứ. Ở Việt Nam thì có Ngô Thanh Vân. À, đại quý đại đội trưởng công binh thích người như Ngô Thanh Vân. Thử xem. Ồ, dễ thương nha. Dạ, em cảm ơn. Nè, anh thông báo dễ thương, dịu dàng Ngô Thanh Vân. Trắng Ngô Thanh Vân. Dạ. Ngô Thanh Vân làm phim cũng hơi đen. Được, bạn gái dễ thương lắm. Chào bạn gái. Dạ. Có bao giờ em đi Nha Trang chưa? Dạ, mới đi tới Ninh Thuận à. Nhích chút xíu Ninh Thuận đó là Cam Lâm đó. Cam Lâm nó giáp ranh với Ninh Thuận đúng không trai? Dạ. Cam Lâm rồi Cam gì đó, Cam Xoài, Cam gì đó. Cam Đức. Cái này coi chị làm dâu Cam Lâm được không? Dạ anh đâu chịu không em biết. Xong chịu, trời ơi. Chịu liền, xong chịu. Chịu, anh bảo đảm với em là chịu, em quá dễ thương. Nếu mà chịu thì có theo chú bộ đội về Cam Lâm không? Dạ khó. Có thích, thích. Cái chữ có dễ thương lắm. Dạ, thích lấy chồng dạ bộ đội không? Dạ có. Có hả? Có khi nào nghĩ mình sẽ lấy một quân nhân không? Em nghĩ em có duyên với quân đội gì. Sao vậy? Tại em ngủ em hay mơ với mấy chú bộ đội lắm. Ủa dạ? Có luôn, ngủ là mơ thấy chú bộ đội không hả? Có không? Dạ có. Có mơ chú bộ đội không? Dạ. Có mơ chú đại quý không? Nhưng mà em mơ mà em không thấy mặt ạ. Nhưng mà thấy bộ đội nhưng mà không thấy mặt. Bữa nay mới thấy mặt nè. Hồi đó mơ thấy hình, giờ thấy mặt. Cộng lại là thấy chồng. Chị còn chưa thấy mặt nữa, bây giờ chị phải qua coi coi cái người tình trong mơ của em được như rồi. Thế nào. Coi phải cái anh này, nhưng mà em có thấy tướng không? Em thấy bộ đội, có mơ bộ đội đó. Cao. Không mập lắm. Không mập lắm. Ngưỡng hơi cao cao. Thấy được gì em không? Thấy được mặt. Em thấy dáng rồi. Mặt. Thấy bóng đen đen đúng không? Chắc cỡ mấy số mấy á. Bóng màu không có đen đen đâu anh. Chứ sao bóng trắng hả? Bóng trắng mà mệt à. Dạ xin chào chị ạ. Rồi em không ngờ ban ngày anh không xuất hiện, anh chỉ xuất hiện ban đêm thôi anh. Ta ngủ mà anh làm gì anh xuất hiện trong đó làm chi vậy? Thì em đâu có biết được. Thì tự nhiên em cũng khoái bộ đội quá ta. Ngon lắm à nha, nhìn ngầu lắm nha. Xuất hiện trong đêm bữa nay thấy mặt. Đi về quê luôn nha.
Đồng ý không? Dạ. Được ha. Dạ. Rồi ý kiến người thân hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với em với bạn ạ. Trời ơi em dễ thương quá vậy. Chú Quyền Linh. Chào con. Chào cô Cát Tường và quý vị khán giả đang trong trường quay ngày hôm nay. Chào anh, em tên là Thương, là em gái của chị Thúy. Chị Thúy ở nhà là một người rất là hiền lành, ít nói nhưng mà chị rất là hoạt động và thân thiện. Thấy anh để tương lai thấy được không? Em khóc rồi kìa. Rồi sao vậy Cương? Bình tĩnh, bình tĩnh. Mong chị gái đi lấy chồng không? Anh trai, anh rể tương lai hỏi vài câu chào em gái đi. Chào em, em thấy anh sao và em xúc động. Thấy anh em sợ quá em khóc. Tức là do chị gái không có bạn trai, hôm nay chị gái lên đi tìm bạn trai em xúc động đúng không? Dạ. Chứ không phải nhìn anh này xạo quá khóc không? Anh này khô à? Hay là nhìn đen quá xạo? Tao bộ đội công binh là tao đi mở đường. Dạ. Mạnh mẽ lắm á. À, thấy anh rể thấy sao? Dạ, anh này là một người rất là hiền, chững chạc. Có muốn anh làm anh rể cho mình không? Dạ muốn. Rồi vậy được rồi, khỏe. Cảm ơn em. Đại quý đi với ai vậy? Dạ đi với em là có ông bà. À chào chú. Dạ chào chú ạ. Xin chào Quyền Linh, xin chào Cát Tường. Dạ. Chào tất cả khán giả trong trường quay. Chào cháu Thúy và em của cháu Thúy. Thì gia đình là có 4 anh em. Giờ còn có 1 là trực là chưa có gia đình. Thì hôm nay đến cái trường quay thì nhìn thấy cháu Thúy thì rất là hiền, dễ thương. Bản thân á, gia đình á, thì cũng mong muốn là cho hai con có một cơ hội tìm hiểu và gặp gỡ nhau để đi tiến xa hơn. Xin chân thành cảm ơn. Xin hết. Dạ. Rồi, bây giờ để hai bạn có thời gian tâm sự với nhau nha, chia sẻ với nhau nha. Mở rào. Lần đầu tiên thấy anh em thấy thế nào? Dạ em thấy anh hiền à, thấy lùng lùng giống trong mơ gì. Vậy những thời gian mình bên nhau thì thời gian nào đi đâu được, đi những đâu? Đi đâu được là sao? Ý hỏi bạn gái muốn đi đâu đó em. Em thích đi ăn á. Đi ăn. Còn em thích đi đâu nữa không? Em thích đi chơi. Trời ơi, mới quen nhau thích đi ăn chơi. Vậy trong quá trình quen nhau mà có những ý kiến anh và em nó mâu thuẫn với nhau thì em xử lý như thế nào? Em muốn là mỗi người bỏ một cái tôi của mình xuống một ít. Mời hai anh chị ngồi xuống đi. Ngồi xuống rồi nói tiếp. Vậy em có gì được hỏi anh không? Rồi anh chủ động anh hỏi đi, anh thổ lộ đi. Cô gái vậy chết rồi. Ở ngoài em có nơi cảnh đẹp nào giới thiệu cổ đi, mốt rủ cổ đi. Nói đi, kể cho hấp dẫn cái cổ đi ra Cam Lâm coi. Ngoài đó có xoài gì đó ngon lắm đó. Ở ngoài đó có biển. Có biển Nha Trang đẹp. Đúng rồi. Có dịp hè em ghé thăm chơi. Dạ. Chơi gì biển? Này. Hãy hát bài tặng cô ấy đi. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa, bỏ trang theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Tranh nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đói tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng vương. Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh sao phiền đắng cay trần gian. Đời anh sẽ đẹp vì có em, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sông hòa nhịp ái ân, không có những chiều
bâng khuâng. Này, nói nó kêu rồi nghe nè. Cái bài nó rất là lãng mạn, bài này lãng mạn tình cảm lắm. Hát cho nó ướt át chút xíu. Hát như là chào cờ quân đội đó. Yeah. Em có cách nào đọc thơ không? Thơ tình không? Thơ tình thì em cũng cũng có. Anh bước tới anh nắm tay cổ anh đọc thơ. Nó ướt át chút xíu. Cho nó lãng mạn xíu đi. Thì đến đây anh cũng chuẩn bị bài thơ để tặng em. Dạ. Bài thơ có tên là Ngày em đến bên anh. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Ngày em đến bên anh, cho bầu trời xanh bao mơ ước, cho nắng vàng hồ viện làng gió mát, cho chim vui tung tăng đàn cá lượn, cho hàng cây xanh xôn xao rì rào, cho nỗi buồn tan biến, cho niềm vui luôn vĩnh hằng, cho con tim kết nối con tim, cho tình yêu nở hoa kết trái trên đường tình rực rỡ muôn sắc hoa. Có cố gắng, có cố gắng. Thôi được rồi. Em cảm nhận về ảnh như thế nào? Em thấy ảnh cũng giống em, hơi bị thụ động. Ừ, đúng rồi. Ảnh hơi thụ động chút xíu và nhát. Thật dạ, sự rất nhát. Dạ, anh cố gắng nhưng lắm rồi đó em. Đây là con người rất chân tình nè. Em ơi, nhưng mà thế em điều động lính của em sao? Có nhẹ nhàng vậy không? Dạ, điều động thì em dùng điều lệnh. Chứ nói tình cảm quá thì lính không nghe được. Ví dụ giờ tập hợp quân em đứng lên thử em nói cho nó. Thử cái coi nó không khí coi. Làm cho mạnh mẽ cái coi. Cho nó có tinh thần thần thái lên chút xíu coi. Bắt đầu. Nghiêm. Nhìn phải. Thân. Thôi. Chiến đấu chinh phục. Cái gì tiếp tục anh? Chiến đấu chinh phục xong. Gì? Cái gì? Chỉnh gì? Chỉnh đốn trang phục à? Chỉnh đốn trang phục à? Chỉnh đốn trang phục, chỉnh đốn trang phục xong. Làm lại cho nói rõ, đại đội trưởng công binh đúng không? Mình phải mạnh lên, chỉnh đốn quân phục. Nào làm lại nào. Đồng chí đại quý, chuẩn bị, bắt đầu. Nghiêm. Nhìn bên phải. Thân. Tiếp tiếp. Thôi. Ủa? Chỉnh đốn. Chỉnh đốn quân phục đâu? Dạ chưa ta. À rồi chưa gì. À gì hả? Chưa tới. Chưa gì thôi rồi. Rồi làm lại. Làm nguyên một tràng luôn nha. 2, 3. Nghiêm. Nhìn bên phải. Thân. Thôi. Chỉnh đốn quân phục. Chỉnh đốn quân phục xong. Nghiêm. Thôi. Nhìn thế này. Thôi. Không có khác, có khác. Em công nhận không? Cái giọng đọc thơ là khác, mà cái giọng mà nghiêm một cái là rất là có uy lực, đúng không em? Đó, mai mốt ảnh về anh kêu dở nghiêm là em phải nghiêm đàng hoàng thôi là tiêu đó nha. Được được. Thôi bây giờ mỗi người là hai người nhìn nhau, mỗi người nói một câu thôi thật là tình cảm. Anh thấy em là dễ thương hiền, vì đến đây là có cái duyên, mong em tạo cho anh cơ hội để anh được quan tâm chăm sóc em nhiều hơn. Cảm ơn. Rồi, giờ anh hỏi thật đồng chí đại quý nè. Nhìn thẳng vào mắt cô gái đi. Em thấy tim mình có rung động không? Dạ có. Em có thích cô gái ngồi đối diện không? Có. Thích nhiều không? Nhìn cổ kia. Em thấy thích à. Hả? Em thấy thích cô đối diện. Thấy thích rồi đúng không? Có mong muốn đi xa hơn nữa với cô ấy không? Có. Có hả? Dạ. Nhìn thẳng con mắt ấy kìa. Mạnh mẽ lên. Hơi nhút nhát chút xíu ha. Ảnh chân tình lắm đó. Đây mới là gọi là người chồng của gia đình nè. Không phải lo gì chứ. Rồi. Thôi hết thời gian rồi. Đây. Ba ngồi dưới đang lo kìa. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng. Thôi nhẹ nhàng. Đó. Rồi nắm tay nhau. Nắm tay. Đó. Này giống phấn trắng mảng đen quá. Người trắng tôi, người đen thì lùi rồi. Nhưng sao đen là chắc em. Anh dạ. Là hôm trước cũng đen hơn em. Mặt anh đen như đít nồi luôn đó. Giờ dạ, em đi nắng nhiều. Đúng rồi, đi nắng là đen thôi. Chứ buông ra em trắng hơn cổ luôn á.
có không? Thì chưa biết. Anh nói chơi thôi chứ không có đâu nha. Hứa hẹn gì với em gái một câu là xin rồi hôn bạn gái mình à. Anh mạnh mẽ lên nói cho em gái yên tâm đi. Xin phép em là anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chị của em, cùng nhau chia sẻ. Dạ, xin phép ba đi. Nói ba ơi, cho phép tụi con bắt đầu ngày hôm nay tụi con hẹn hò với nhau. Có gì ba chỉ bảo hỗ trợ con, đặc biệt lo tiền cưới hỏi sớm càng sớm càng tốt. Nói với ba đi. Dạ, xin phép ba tạo điều kiện để con và em quen nhau. Thì ba cũng thấy là cháu Thúy cũng hiền dễ thương, thì ba cũng mong muốn để hai con có một cơ hội tiến xa hơn nữa. Xin hết. Dạ, cảm ơn ba. Rồi thôi, hôn nhau cái là bằng chứng của tình yêu đi. Xin bạn gái nè. Em chưa cho. Thì bây giờ xin đi, người xin. Ta cho. Không lẽ anh xin giùm cho anh hôn em? Trời, cho anh hôn đi. Nói lại rồi nào. Nói đi. Em cho anh hôn một cái. Trời, tội nghiệp quá. Thôi cho anh hôn đi kìa. Ừ, có gì đâu. Hôn đi. Né hoài anh chưa có hung mà. Mình phải mạnh mẽ lên. Bắt đầu từ bây giờ là hai đứa hẹn hò với nhau rồi nắm nha. Nắm tay, không có buông ra. Đại quý Nguyễn Trung Trực. Có. Hung cái nữa. Đó. Tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đây là chị Uyên Uyên, bạn Hoàng Hiệp và chị tên là Thi Anh là biên tập của chương trình. Bọn chị sẽ cùng tham gia buổi phỏng vấn em ngày hôm nay. Rồi, mình giới thiệu về bản thân, họ tên, tuổi, công việc, quê quán của mình đi. Rồi những cái điểm mạnh điểm yếu của em nữa. Ok, mời em bắt đầu. Vâng, cho em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Đức Trước. Sinh ngày 24/4/1993. Quê em ở Hà Tĩnh. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Rồi, công việc cụ thể của em là gì đây? Làm công nhân thôi chị. Công nhân nhưng mà cụ thể là bên công ty nào, rồi làm không gì? Công ty gì? Trước thì làm công nhân, thì hiện tại giờ em đang hiện giờ em đang đi xin việc ạ. À, tức là nghỉ công ty cũ rồi hả? Dạ vâng. Không, sau, em hồi trước em có đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan. Tức là em đi 6 năm, bây giờ mới về được hơn 1 tháng ạ. À, tức là làm công nhân ở bên Đài Loan gì? Vâng. Là mới về thôi. Nhưng mà làm bên đó là em làm lĩnh vực gì? Ở bên đấy thì em làm công ty nhựa. Tức là mình sản xuất và gia công mấy cái mặt hàng cây nhựa. Những cái hạt nhựa các thứ đấy rồi ép thành những cái sản phẩm nhựa như này đấy hả? Dạ vâng. Chính thì em xin là 93 là 93 là trong giấy tờ luôn. Tuổi thật trong giấy tờ là 93 hết luôn đấy đúng không? Không, nếu mà tính ra tuổi thật thì em 94. 94. Trong giấy tờ là giấy vàng. Còn đóng giấy tờ thì 93. Nhưng mà ngày sinh 24/4 là đúng. Ngày sinh cũng khác luôn. Khác luôn hả? Nói chung mình đi theo cái giấy tờ ha. Vâng. Ok. Rồi, vậy là hiện tại em đang ở Bình Dương là ở nhà ai? Em đang ở nhà anh trai. Nhà anh trai. Vâng. Anh trai lập gia đình chưa? Lập gia đình rồi chị. Anh trai ruột luôn hả? Dạ vâng. Ok, rồi bố mẹ là vẫn ở ngoài Hà Tĩnh? Dạ vâng, bố mẹ Hà Tĩnh. Rồi vẫn đang thiếu tài lẻ hát hò gì không chưa? Nói chung năng kiểu tài lẻ thì em có, nhưng mà em vẫn thích ca hát. Hát một đoạn luôn đi em. Trung Quốc được không? Tiếng Trung Quốc, tiếng Trung Quốc không. Thế sang Đài Loan là em có nói tiếng Trung không? Nói chung nói tiếng Trung nhưng mà nói chung nói ít thôi. Bập bẹ ra ngoài mua hàng giao tiếp thôi đúng không? Dạ vâng, nói chung giao tiếp cơ bản thôi. Tại vì trong khu đấy mình ở là đa số là người Việt Nam đi xuất khẩu lao động. Dạ vâng, dạ vâng, đúng. Rồi, thôi mình hát bài có tiếng bài nào cũng được, tiếng Việt ha. Nhưng mà em thường thường thì em hát như em thì không thuộc lời. Em cháu câu điện thoại được. Được, chờ, được, thoải mái. Đâu có đi thi gì đâu mà sợ quay có. Hãy
Cho em hát một khúc của cô hai xóm của Quang Lê. Vùng ngoài ô tôi có căn nhà tranh, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Nhà ở bên em sống trong giàu sang, quen gấm nhung đại trang đi về xe đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng vàng, tôi với cây đàn âm thầm thở than. Và cô đang bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở, nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều, làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua ân tình không dám hò, tôi sợ tim mình. Dạ xin lỗi. Rồi, ok, trời ơi, giọng khỏe kinh khủng luôn. Anh Quang Lê có phải quê Hà Tĩnh không vậy? Không, anh Huế. Tại vì hồi xưa chỉ có mấy bạn, bạn chị có mấy thằng nó ở Hà Tĩnh cũng vậy, nó chỉ đam mê bài cô hàng xóm thôi, nghe nào cũng hát cô hàng xóm. Không, chắc tại hồi xưa cô hàng xóm xinh quá gì ạ? Chắc phải tập. Không, thế chỉ có mấy cậu bạn chị ở Hà Tĩnh á, là hát cô hàng xóm hoài luôn. Lần nào gặp nó cũng ca cả cái bài này luôn. Và tại vì nó dễ hát nữa đúng không? Thời thế hệ 8X nè. Điểm hạnh thì điểm của Dương là cái gì? Nêu ra một số điểm mạnh điểm yếu. Nói thực ra thì em không biết là điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nữa. Em nấu ăn nói này, thì em, nấu ăn là nấu như thế nào? Bình thường thì em thích nấu ăn, thích ca hát với đi chơi. Là một người biết chia sẻ, biết lắng nghe, quan tâm người khác. Ủa sao lý do sao em đang làm bên kia rồi em lại về Việt Nam? Chắc do một phần là bố mẹ giúp về, với là một phần là cũng mình làm một thời gian quá lâu, mình cũng nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ, là mình muốn về quê làm việc. Nhớ bố mẹ xong rồi về vào Sài Gòn mà để bố mẹ ở ngoài quê? Không, bố mẹ hiện tại thì đang ở Sài Gòn. À, là bố mẹ và nhà anh trai ở hả? Vâng. Thế lúc đầu thì ở Hà Tĩnh à, cũng ở Hà Tĩnh. Tức là bình thường thì ở Hà Tĩnh, nhưng mà kiểu lâu thì vào đúng rồi. Rồi đi làm Đài Loan 6 năm vậy thì tiết kiệm nhiều không? Nói chung tiết kiệm được một tiền nhỏ ra thì. Nhỏ thôi, tức là cái vốn đi nó có bị nhiều không? Vốn hồi xưa em đi thì hết 100, 100 mấy thôi. Ừ, 100 mấy, và về là mang về được tỷ mấy. Chắc không có đâu chứ. Tỉnh đấy. Cái này là kiếm tốt. Nói chung thì đa phần thì tình viên ấy, thì em nghĩ là mình tích góp được một phần nào đấy thôi. Đa số thì hỏi là tích góp được bao nhiêu? Nói chung tiền thì em không biết nữa. Em gửi về cho mẹ hả? Tiền gửi bố mẹ cầm thôi. Nói chung em tiền thì em không chi lý, là bảo này em gửi về từng đấy, cất em từng đấy, hay là sau hết em chỉ gửi về đó thì bố mẹ mà cần thì bố mẹ lấy tiêu hay là gì thôi. Em không quan tâm là bao nhiêu đấy. Thế bây giờ bố mẹ thì không tiêu em. Trong thời gian đi tìm việc thì chưa có việc làm thì lấy tiền đâu ra để tiêu, lấy cái tiền ra để tiêu hả? Nói chung thì bình thường em vẫn đi phụ bán đồ nhỉ. Phụ bán đồ cho ai? Phụ bán đồ cho anh trai hay là trai người ta hàng lần? Không, anh trai thì giống kiểu bán đồ online chứ. Đi làm công ty nhưng mà bán đồ online thì mình phụ, hay là hoặc là ai cần gì đó giao thì mình giao. Ship hàng? Vâng. Nhưng mà hiện tại là tương lai sắp tới là em dự định em kiếm một công việc như thế nào? Tương lai thì em không biết, thì em đang hưởng. Em đang hưởng là em mở quán, quán ăn, quán nhậu. Quán nhậu hả? Vâng. À, lên kế hoạch chưa? Em định tính là cuối năm nay hoặc là sang năm rồi. Tức là bây giờ đến cuối năm là em cứ làm những cái công việc đấy rồi. Vâng. Tức là em giờ bây giờ em đi xin ở ngoài làm, xong là mình kiểu mình sống ở bên nước ngoài lâu ấy. Ừ. Thì cái phong tục tập quán với là kiểu nói chung là khẩu vị của mình nó khác ấy. Tức là em về muốn mình tìm hiểu nếp sống của mình, với là
cái khẩu vị của người Việt lại ấy. Tại vì em bên này nhiều khi mình đổi cái khẩu vị của mình ấy, mình ở lâu mình tự nhiên mất cái khẩu vị. Nhưng mà trước khi em đi Đài Loan á, là em cũng ở Hà Tĩnh thôi chứ em đâu có ở trong đây đúng không? Không nhỉ. Em tưởng em vào đây làm việc 2-3 năm gì ấy. 3 năm. Trong đây là em cũng làm công nhân. Vâng, em làm công nhân. Là học hết cấp 3 ngoài kia xong em vào trong này em làm công nhân. Dạ vâng. Em học giờ 12 thôi. Ham chơi. Nói chỉ ham chơi. Tuổi trẻ thì tuổi trẻ bông bột. Tuổi trẻ bông bột. Bông bột cái gì, ông này nhìn mặt là biết ham chơi rồi. Còn thích đi chơi mà. Chơi thì biết chơi ở đâu nè. Không chơi nhưng mà mình chơi có mục đích gì ạ? Chẳng hạn như mình có người mình đi chơi hay là gì có công việc mình cần đi chơi. Chứ không phải là mình vâng đúng nói chỉ tạm mối quan hệ. Chứ không phải là rảnh là đi chơi để giết thời gian. Nói chung rảnh thì cũng có nhưng mà em đa số thì em thích ở nhà quây quần với gia đình là. Rồi mẫu người hay ba không? Đi chơi trong ba không? Không, đặc biệt ba gọi là chỗ sơ đồng thì em không quá là ưa. Thế em đi chơi ở đâu? Khách sạn. Em đi chơi thì chủ yếu là tham quan thôi chị. Tưởng như đi chơi ở trong khách sạn. Không, chỉ là nghỉ vầy thôi. Chị đâu có nghĩ vầy. Chị nói thẳng với chị đâu có nghĩ vầy. Thế em dễ em ở lại chị. Thế ở trong khách sạn có gì vui? Chị đâu biết đâu, tại vì chị đâu có đi khách sạn đâu chị biết. Thế sao chị lại có ý nghĩ đấy nhỉ? Thì tại vì mọi người hay nói nên chị hỏi em vậy thôi. Dạ vâng, thì cái đó em chưa đi nên em không biết. Thường thường thì em chơi ở nhà mình thôi. Tại vì mấy thằng này nó hay bảo đi khách sạn chơi vui nên chị nghe thì chị học lò với chị hỏi là tụi em thôi chứ tụi em thế, là thế em hỏi, sau này hỏi anh chị đấy thì có ở trong khách sạn có gì vui nhỉ? Trong khách sạn có gì vui? Thú vị ấy. Thú vị không? Tại vì thực ra thì em chưa vào đấy nên em không biết là vui chỗ nào có thể nói chung. Bây giờ anh chị có giới thiệu cái gì có gì vui thì để sau em còn học hỏi để em rút kinh nghiệm em sau em còn đi. Ví dụ như người ta vô khách sạn có gì vui? Trời ơi, có nghỉ ngơi thôi nhỉ. Chứ trong đấy em không có thể chủ vui gì hết. Đúng rồi, mình thay đổi cái không gian sống, không gian nghỉ ngơi. Cũng là một chủ vui được không nhỉ? Vào đấy đọc sách không ạ? Em đọc sách em cứ tưởng là em vào học chữ ấy. Em đọc sách. Thấy như người bảo vào đóng để học dễ vào lắm. Thấy nhiều người bảo hay là bản thân em bảo. Không, em thì em cũng đam mê rồi đấy. Ở nhà mình vẫn thích hơn. Rồi, ok. Nhà có chị gái không? Em gái gì không? Nhà một anh trai đầu với một em gái sau. Em gái lấy chồng chưa? Anh trai với em gái lấy chồng. Anh trai lấy vợ mà em gái lấy chồng. Ở hết trong này luôn. Vâng. Là còn mình bơ vơ là về bây giờ về mới đi tìm bạn gái. Nói nôm na là ế bền ế vững gì? Ế bền vững hả? Ế bao nhiêu lâu rồi mà ông vào ông than ế bền vững? Em đi 6 năm. Lâu rồi gì? Mấy năm rồi? Đây là gần 30 năm trên cuộc đời còn chưa dám nói ế bền vững thế này. Đây là chắc thì có chuyên sâu thì có kinh nghiệm gì ạ? Dài dặn chắc dài dặn kinh nghiệm rồi. 6 năm đi Đài Loan có không có quen ai hết. Nói chung có thì có nhưng mà thấy chưa lòi thấy chưa vậy đặt cái bình dưỡng. Em ế bền vững này em ế bao nhiêu lâu rồi? Đối với em trong suy nghĩ em lâu thì là em nghĩ là lâu thôi chứ không mình không tính bằng thời gian bao nhiêu năm gì. Thì chị biết rồi, bây giờ chị đang hỏi em là bao nhiêu lâu rồi em không có bạn gái. Em à? Một năm thôi. Trời đất. Câu là em không có một năm thôi. em chỉ nói vui tí thôi. No, nhưng mà đúng rồi, cũng chưa có từng lập gia đình lần nào thì cũng coi như ế bền vững được. Những cái kia gọi là tìm hiểu, những mối quan hệ tìm hiểu. Tìm và hiểu. Tìm hiểu hả? Tìm hiểu được bao nhiêu người rồi? Chắc khoảng là 3-4 người. 3-4 người, mỗi người trung bình được bao nhiêu lâu? Cũng tùy thôi chị ạ. Tùy ngắn nhất bao nhiêu, dài nhất bao nhiêu? Ngắn nhất thì chắc có lẽ 3 tháng. Dài nhất thì 2 năm. Tại sao cái mối tình 2 năm đó lại chia tay? Vì khoảng cách địa lý với là cái lối sống ở ngoài Bắc á. Em ở miền Trung mà. Ngoài Bắc người ta nói chung họ thích. Họ thích con cái nó lấy ở trong gần hơn, người ta quan tâm, người ta lo lắng rồi là giúp đỡ được nhiều hơn. Người ta sợ con gái vất vả. Xong rồi
Đến ở đâu? Bạn gái em ở quê ở đâu? Ở Hải Dương nhỉ? Ừ. Rất chẳng muốn cho bố mẹ chị. Đúng rồi. Quang đi ra luôn. Bố mẹ chị bảo bà nào biến đổi trả ai không? Đúng rồi, cho đi thôi. Thế là ngoài vì... Nhưng mà lúc đấy là quen là em cũng đi Đài Loan. Dạ, em quen ở bên Đài. Quen bên Đài, bạn nó cũng bên Đài luôn. Vâng. Thế đã đi xa hết rồi mà lại còn sợ đi xa nữa. Chị thấy sao không? Vậy là tại vì em... chị thấy là tụi em có vấn đề chứ không phải là từ bên gia đình người ta không? Tức là bên gia đình ạ. Nhưng mà kiểu... người ấy thì thương bố mẹ nhiều hơn. Sợ kiểu bố mẹ người ấy. Ừ. Tức là giống kiểu... người ta thương con, người ta giống kiểu mà thương con thái quá, người ta sợ khổ vất vả nên người ta nói nhiều ấy. Ừ. Xong rồi kiểu mình cũng không muốn người ta tâm lý là bố mẹ lo lắng khổ nhiều, xong rồi con cái suy nghĩ nhiều ấy. Ừ. Mình cũng không muốn vì mình mà để làm khổ người ta, người ta phải suy nghĩ. Tại nói như lúc đầu em giống kiểu người cũng hiểu cho người ta. Điểm đó là điểm mạnh cũng là điểm yếu, em giống kiểu em suy nghĩ cho người khác nhiều ấy, nhiều khi chịu thiệt về bản thân mình ấy. Quen 2 năm là cái thời gian đó là bên Đài Loan. Vâng đúng rồi. Chứ bạn ấy về chưa, về nước chưa? Hiện tại thì vẫn làm việc ở Đài Loan. Rồi mai mốt lấy chồng Đài Loan cho coi. Cái đó em không biết. Không, chị cá với em luôn á. Tại vì thực ra cái gọi là cái có thể là tụi em tình cảm tụi em chưa đủ lớn để nó thuyết phục được gia đình thôi. Vâng. Chứ lại duyên số thôi chứ còn đằng nào là cũng đã đi từ Hải Dương mà sang đến Đài Loan rồi mà bố mẹ còn sợ con xa nữa. Đúng không? Không còn giống kiểu người Bắc ở chỗ đấy giống kiểu người ta công nhân viên chức ấy, với lại là người ta theo cái lối sống cũ ấy chị. Chị cũng người Bắc nè. Không phải, tại vì em không biết, nhưng mà theo như em cảm nhận được thì người ta theo cái phong tục tập quán theo giống kiểu hồi xưa gì, nó kiểu theo kiểu hồi xưa nhiều. Hải Dương Hưng Yên, Hải Hưng Phố Hến á. Hơi khắt khe với chủ đấy chị. Tại vì nhiều ở ngoài đấy nhiều người lấy ra người Bắc cái gì ở hàng xóm ấy, người ta thấy khổ ấy, nên là người ta vẫn ngăn cấm mình nhiều. Có thể là thực ra là có thể là một cái điểm gì đó ấy thôi chứ cũng không phải là địa lý thì xa xôi đâu. Nói vậy để cho em là có nghĩa là sau này em có gặp những cô miền Bắc, miền Trung, miền Tây, những cô miền khác để mình thoải mái, mình không có bị gọi là bị cái nét ảnh hưởng văn hóa. Có nghĩa là chỉ có là gia đình người ta như vậy thôi chứ không phải là văn hóa một vùng miền đâu. Chẳng qua là có thể là mình họ chưa có ưng ở mình một cái điểm nào đó thì họ lấy cái lý do đấy. Hiểu ý chị không? Hồi trước thì em còn nói chuyện qua một lần rồi, nhưng mà kiểu xong rồi. Đợt đấy là dính một cái vụ là em họ xong rồi là cũng yêu một người ở chỗ miền Trung, chỗ em, xong rồi kiểu tan vỡ. Ừ. Xong rồi nói chung là cũng có bầu bí. Ừ. Xong rồi kiểu mà nhưng mà bạn kia bạn không nhận đúng không, người bạn trai không, kia là không phải không nhận mà theo kiểu cuộc sống nó không được thoải mái vui vẻ, xong rồi theo kiểu là người ta kỳ hơi bị kỳ thị chỗ em ấy. Thì bởi vậy chị mới nói em là chị không có nói thẳng ra, nhưng mà chị nói là có một cái điểm nào đó ở mình mà người ta chưa ưng, cho nên là người ta mới gọi là người ta tìm cái cớ thôi. Em hiểu ý chị không? Chứ không phải là cái vùng miền, họ chỉ tìm cái lý do để họ lảng tránh thôi. Chứ đã đằng nào cũng đã là đi xa rồi, đi xa sang đến tận Đài Loan được rồi, thì không phải là riêng em có thể cố hợp duyên với một người miền Tây các thứ. Em hiểu là giống theo kiểu là giống kiểu một là cái chỗ nói chung là họ không thích người miền Trung. Vâng. Nói đúng từ như thế cho nó vua, cho nó gọi là thẳng thắn đi. Vâng, nãy vâng, giờ chị hơi gọi là thôi em chấp nhận đi, em chấp nhận. Không phải không, cái này là chị chia sẻ thật luôn. Vâng. Tại vì là nếu như không gặp cái trường hợp cái cô em họ của bạn gái em á thì có thể là nó du di được. Đúng, tức là tụi em tại tìm cách em tiếp tục kiểu như cuộc sống xung quanh em, người ta tạo nên cái lối sống của mình, cái suy nghĩ của mình. Ừ. Thì đó. Theo em nghĩ là như thế. Cho nên thì bởi vậy cho nên là họ đã gặp, tại vì chính người thân của họ gặp cái trường hợp đó. Nên là thành ra họ sẽ bị mặc định trong đầu là cái người miền Trung họ không tốt. Vâng. Nhưng mà vấn đề là người miền Trung thì cũng có người này người kia. Người miền Bắc cũng có người này người kia. Vâng.
cứ bảo người miền Bắc đàn ông miền Bắc gia trưởng chứ đâu phải là 100% đàn ông gia trưởng. Bảo người miền Tây là không có chịu làm ăn chứ đâu phải 100% người miền Tây là không chịu làm ăn. Vâng, theo như em nghĩ thì em như thế, em đồng quan điểm với chị là ở đâu thì cũng có người tốt người xấu thôi. Cho nên thành ra bởi vậy chứ em số em xui. Nói đúng một cái là số em xui là tại vì con em họ và bạn gái em nó cũng dính một cái trường hợp như thế, cho nên là em cũng bị đúng đạn chung. Vâng. Rồi mẫu người yêu của mình mong muốn là như thế nào nhỉ? Chi tiết ngoại hình ạ. Cao thì em không cần cao vào, nói chung đừng quá thấp. Mét rưỡi được không? Em mét 73, bạn gái mét rưỡi được không? Vâng, mét rưỡi đồ lên được. Em là mét 75 đúng không? Dạ vâng. Rồi, ngoại hình thì sao? Mét rưỡi đổ lên, rồi tóc tai, rồi mắt mũi miệng thì sao? Ngoài hình thì không quá khó nhìn là được. Với lại em không thích người quá mập. Rồi, không quá khó nhìn là không quá khó nhìn như thế nào? Tức là không quá mập, không quá gầy. Có gì nữa? Còn tóc thì sao cũng được, ngắn dài được. Với nhuộm tóc hay gì ấy, thì mình không nhuộm lè lẹt quá. Với trang điểm vậy mình không quá lè lẹt quá là bình thường. Ông Vũ nhất định không? Em thì em thích tính người hiền lành thật thà. Nãy giờ các với chị có hiền lành thật thà không? Dạ. Nãy giờ nói chuyện với các chị em có thấy các chị đấy là em nói nhiều khi em đùa tí cho vui thôi chứ em tỉnh em thì em thật. Thì chị đang hỏi em là nãy giờ em nói chuyện với tụi chị thật, em thật. Em có cảm nhận được tụi chị thà thà không? Thì nói chung chưa biết anh chị nhiều nên em không biết là thật thà em thì em chỉ nghe là anh chị nói vậy thì em nghe vậy thôi chứ em không biết là thật hay là không. Thì bởi vậy chị mới hỏi em, có nghĩa là tại vì sao tụi chị cũng làm việc với cô gái kia cũng có khoảng thời gian bằng em thôi. Vâng, cho nên là nó chỉ là có một cái khoảng thời gian rất là ngắn để tụi chị có thể là định hình được cô đó hoặc là định hình được bọn em là người như thế nào thôi, hiểu không? Cho nên là có những cái gì nó thật, nó chi tiết, nó có thể là phơi bày nó trước mắt để tụi chị cảm nhận được bằng cái cảm nhận ban đầu và bằng mắt thường được ấy. Vâng. Thì giống kiểu mình tìm người thì mình xong để mình đấy thì mình tìm hiểu sau nhỉ. Hiền lành. Vâng. Thật thà. Với biết quan tâm chia sẻ. Biết quan tâm chia sẻ. Vâng. Em chỉ thế thôi. Tuổi tác, quê quán. Em nên thích người miền Trung. Thích người miền Trung. Miền vâng. Trung là từ Thanh Hóa đổ vào đúng không? Vâng. Từ Nghệ An. Thanh Hóa. Thanh Hóa vào tới Bình Thuận đi ha, hay vào tới đây luôn đi ha, vào tới Sài Gòn luôn đi ha. Chắc ở đâu đấy Huế đi. Từ Thanh Hóa đến Huế. 6 tháng. Không thì nói chung thì đó là mình mong muốn thôi, còn đến khi mà ấy không được thì mình không quan trọng đấy lắm. Nên là sợ chủ yếu là mình kiếm người để tổng hợp hợp sợ miền Bắc tính mình, đúng không? Sợ miền Bắc rồi đúng không? Không, miền Bắc thì em không sợ. Thế giờ có bạn gái miền Bắc được không? Miền Bắc thì cũng được. Nhưng đó là mong muốn em là ở miền Trung ở cái khoảng đấy thôi. Tại vì ở đấy nó cái phong tục tập quán của mình nó giống kiểu nó cũng chung với nhau. Tức là mình đỡ về thay đổi nhiều ấy. Nó cuộc sống nó vẫn hợp hơn nhiều. Nhưng mà ví dụ như bạn gái ở ngoài miền Trung có bạn đang ở đây thì sao, bạn có về ngoài đó không? Cái này mà hay là bắt bạn nó vô đây? Không thì không phải. Nếu mà em nghĩ mà nếu mà tìm hiểu thì mình cứ tìm hiểu mà nó còn ở đến sau này yêu nhau ấy, thì em nghĩ khoảng cách địa lý thì nó không quan trọng. Có thể là mình nhớ xa, mình tình cảm anh nhiều, cái đó mình không được đâu. Còn mà đến sau này mà nếu mà bắt buộc quá thì mình có thể về ngoài miền Trung, miền Bắc mình lập nghiệp cũng được. Tại vì con trai thì nó dễ hơn, ở lập nghiệp ở đâu cũng được. Còn con gái thì mình có thể là mình nhường nhịn mình ấy nghĩ cho bạn. Vâng, cho nên là mình vâng. Theo người ta đúng không? Vâng, theo vâng. Bạn gái lập nghiệp được đúng không? Rồi, tuổi tác thì sao này? Lớn hơn em 1-2 tuổi được không? Vâng, lớn hơn hoặc là thua em 1-2 tuổi thì bình thường. Có điểm gì em không thích ở bạn gái đâu? Để em suy nghĩ. Về ngoại hình đi, em không thích điểm gì ở bạn gái chứ? Thì em không thích lè lẹt. Rồi này là rồi, thì có rất nhiều rồi. Không hẳn, không gầy.
Rồi, còn gì nữa? Được một quả khó tính. Khó tính là sao? Em định nghĩa khó tính là sao? Tức là tất cả mọi mặt như chẳng hạn như anh thế này thế kia không được, hay là thế nọ, hay là anh đi đâu không được, hay làm gì không được, quan điểm cuộc sống của anh không được hay gì đấy. Còn mình nghĩ thì theo anh nghĩ thì mình mà nở yêu nhau ấy, thì mình tìm hiểu nhau, là mình chia sẻ, mình có cái sự đồng cảm, xong là mình tự nhiên mình thay đổi cái tính của mình để cho nó hợp nhau hơn. Rồi, ok. Thôi hỏi gì nữa không các em? Rồi, em có một cái hình mẫu nào mà thích không? Em thích kiểu mảnh mai một xíu. Mày nhưng mà đừng ngồi gầy, đừng không gầy. Thích mảnh mai, nhưng mà anh ta có cái gu idol nào mà em thích không? Không, em không có gu idol nào thích. Rồi. Được rồi, cảm ơn anh. Thì có gì thì chương trình sẽ liên hệ với anh. Đó thì mong anh chị có gì thì giúp đỡ em. Con cảm ơn anh chị. Thật em là chính, nhưng mà các chị đâu có giúp được em cái gì đâu. Rồi, ok. Cảm ơn có gì được anh chị. Ừ, xong rồi đó em. Có gì là các bạn sẽ liên hệ lại với em. Yeah.